Xin thì đi ăn đám cưới mà bị trời mưa cả nhà ơi. Turn right onto McCarthy Boulevard. Mà trời mà mưa gió ảm đạm thấy buồn hả cả nhà. Lá vàng Take the bay next tùm right onto lum, Barber Lane. mọi người thấy không có bóng người nào ra đường, trời rất là lạnh. Continue on Barber Lane for 1.5 miles. Ở chỗ này là cái khu vực toàn là hãng xưởng không mà cả nhà, cho nên là buổi chiều chủ nhật không có ai cũng là hợp lý, nhưng mà nếu không có hãng xưởng thì giờ này mưa và tháng này lạnh thì nếu ai có công việc như xin đi người ta mới ra đường, còn không người ta không có ra đường đâu mọi người. Chắc là xin đi lộn freeway á, cho nên nó chỉ xin đi đi ngược trở lại mọi người. Nó kệ nó cũng được. Và có vậy mà Cindy mới quay được cái cảnh mưa mùa thu. Ồ, ở đây hả ta? Bé nó dặn Cindy là phải đi sớm để được thấy cái lễ đám cưới của nó. Từ nhà của Cindy đi tới thì cũng nhanh lắm mọi người. Định là đi trễ sát giờ nhưng mà thôi giờ em nó nói cho nên Cindy đi sớm nửa tiếng. Ai về đâu à, đi sớm mà đi lộn đường cũng vậy. Ở ngoài kia là freeway đó mọi người. Đi tới đâu cũng thấy nhà mới hết, người ta xây dựng nhà mới quá nhiều. Bữa nay mọi người nghe Cindy cái cô chỉ đường là tiếng Anh rồi ha, là tại vì bữa trước Cindy nói Cindy hay hay có cái cô mà nói tiếng Việt bởi vì là cái phone cũ mọi người. In a quarter mile, turn right. Cái phone cũ thì đổi rồi. Turn right, then turn right. Turn right and turn right. Đây là cái mò buôn bán, chỗ nào cũng có cây thông hết rồi. In 300 feet, turn right at Bellu Drive. Turn right at Bellu Drive, then turn right. Vực này là chợ. Arrived. Thank you.
Mọi người coi, hôm nay Cindy đi ăn đám cưới mà trời âm u vậy nè cả nhà, quá trời luôn. Nhưng mà anyway, em nó dễ thương thì phải đi thôi. À, giờ này là giờ cô dâu chú rể cơm he. Hello cô. Còn tới sớm hơn Ngọc nữa đó. Dạ. Happy Tết you later. Đồ 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 đồ. Đây là cái xe chở cô dâu đến cả nhà. Bây giờ bỏ cô dâu chú rể xuống là người ta đi rồi, người ta hẹn giờ á. Một chút xíu nữa thì cho trở lại cho đón cô dâu. Beautiful the cake. My lover. Yeah, over there anh. Ở trong á, anh đi thẳng vào trong. Dạ, dạ. Đó, mọi người thấy không? Tại vì á, cái mùa Covid nó tội nghiệp lắm. Rồi nhà hàng phải làm ở ngoài vậy nè. Rồi cái gì cũng giản đơn á. Cho nên là ngay cả cái anh chàng đặt bánh đó là cũng không biết phải nhà hàng. Hỏi xin đi, còn phiêu luôn á mọi người thấy không? Nhưng mà bây giờ còn sớm á thì thôi á. Xin thì đi một vòng cái plaza này cho cả nhà xem nhé. Hôm nay là xin thì đi đám cưới bận đầm mà mang về bus cao lên đầu gối, ở ngoài thì áo khoác, mà đi con mình cho nên là cả nhà cũng sẽ không thấy được cái bộ đồ của xin thì. But anyway, đám cưới của em tới cho nó vui là được rồi. Mưa gió bão bùng lắm cả nhà ơi. Wow, cây thông so cute. Em nó tới sớm là vì nó còn phải làm này làm kia. Bạn của Cindy là chị ruột nó mà hồi nãy Cindy gọi mấy xua có phải cái nhà hàng không? Nó còn chưa có tới nữa mọi người. Trời ơi, thằng nhà hàng này cũng là chủ nhà hàng nổi tiếng mà dễ dán que luôn, thấy thương mọi người. Người coi nè, dán que xin đi, đang sợ mưa, lạnh thì lạnh sẵn rồi đó mọi người, sợ mưa nữa. Mọi người coi này, nhiều nữa phải đóng cửa lắm. Khu này khu Mibitat nha cả nhà. Bây giờ đi đâu cũng thấy xe cảnh sát hết. Xin đi đi một vòng cho cả nhà mình xem cái plaza. Bây giờ là mới 5 giờ hơn. Trời nó tối vậy đó mọi người. Phố xá lên đèn hết.
xin thì đi vô xong xin thì quay ở trước mặt cái nhà hàng đó cho cả nhà xem. Trước mặt xin đi là cái nhà hàng xin đi ăn đám cưới này cả nhà, Mayflower Seafood Restaurant. Gió dữ lắm cả nhà ơi. Đâu ai nghĩ trong cái đám cưới không cả nhà. Bây giờ chút xíu nữa rồi xin đi vào nha, trời gió và lạnh mưa nữa rồi sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem. Nói chung là chỗ đi đám cưới mà phải wear mask cả nhà. Bạn chú rể người Mỹ không mà mọi người. Nhà hàng cũng xinh. Mấy anh Mỹ có cái quầy bar đằng kia đứng uống riết à. Đây là quà của cô dâu chú rể làm tặng mỗi người đi đám cưới nha mọi người. Ở bên Mỹ này là phải như vậy, cho nên đám cưới bên Mỹ mệt mỏi lắm. Có nhiều người họ cất công họ làm mấy cái kẹo, mấy cái bánh. Cũng có nhiều người họ mua mấy cái chai rượu nhỏ đó, họ cột lại, họ biếu lại cho khách đi đám cưới. Dễ thương ha cả nhà. Trong này có mấy kẹo mấy đứa nhỏ nó tháo ra nè. So cute. Vui à hao à. Đây là anh bạn ngàn đời của tôi làm chung nè. Cái bả em bả đám cưới mà bả đi trễ. Đó, nó đang quay. Bắt quả tó cá móng tay nè, tối ngày cái cách móng tay hoài. Các bạn lộn xộn lắm cả nhà. À đúng rồi. Thank you so much, guys. Well, thank you all for coming so much. Everybody, please stand for the bride. Yes, stand. We're here to celebrate the love you have discovered in each other, the support and the commitment you're about to make. Marriage is so much more than two people standing up here saying their wedding vows. There's an entire lifetime ahead of you, and there are skills to be learned and practiced daily. Part of marriage is finding happiness, humor, and joy. Part of marriage is companionship. Strive to comfort one another and develop the capacity to forgive and heal your differences day by day.
Remember, your love can always prevail in times of turmoil. It will drive you not only to learn and grow as individuals, but also become stronger partners together. Today, you join yourselves in marriage. There's a vast and unknown future stretching out. Today, you're going to leave here as husband and wife. Your love. And to all of you, Jesse and Tiffany present themselves to be married today, cheerfully surrounded by the people they love the most. They and I want to thank you. Is this sufficient? Let's do it. All right. Jesse, do you take Tiffany and me to be your lawfully wedded wife? To have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish. Tiffany, do you take Justin John to be your lawfully wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do you part. You know, I'm a lucky son. Jesse and Tiffany, you have come here today of your own free will, and in the presence of your friends and family, have declared your love and commitment to each other. And now, by the power vested in you by the internet, I announce you husband and wife. Now you can have that kiss. Yeah! Dinner should be ready in about 9 minutes. Cô dâu bên Mỹ, chú rể Mỹ là có ăn bàn riêng. Ăn nhóp nhép luôn. Còn cô dâu chú rể bên Việt Nam mà đói gần chết. Ừ. Ladies and gentlemen, we are gathered here tonight to bear witness to the unification of these two absolutely amazing individuals that's put our hands together for these two right here. But if you are not married, if you do not... Nói màn chụp hoa nha cả nhà. All right, we got six beautiful ladies.
Okay, single lady, are you ready? Two, one, two, three. All right, let's go. One, two, three. Mọi người biết không, Cindy kết thúc một cái tiệc cưới rất là đầm ấm và vui vẻ. Phải nói là một cái tiệc cưới mà Cindy rất là thích. Nhưng mà cái gì cũng vậy, cuộc vui nào là cũng đến lúc chia tay. Và bây giờ Cindy phải về. Và đám cưới vẫn còn tiếp diễn ở bên trong, rất vui, rất hạnh phúc. Cô dâu rất là may mắn vì chú rể rất là hiền lành. Và cô dâu cũng là người rất là ngoan. Cindy xin... cảm ơn cả nhà đã đồng hành theo dõi những cái clip của Cindy làm và chúc cho cả nhà vui vẻ hạnh phúc trong những cái mùa lễ sắp tới và chia sẻ hạnh phúc đến cô dâu và chú rể. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kỳ sau. Bye bye. Gió quá trời cả nhà ơi.